anh chị và các bạn trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng và trong câu lạc bộ ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Chào mừng chúng ta đã quay trở lại chương kỳ live stream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt chính xác kết quả tài chính trong chu kỳ tháng 8 2020 ạ. Và ngày hôm nay là ngày live stream thứ 17, một chủ đề vô cùng quan trọng, đó chính là gì ạ? 10 bí kíp sử dụng sức mạnh tiềm thức phần 2. Chúng ta hãy chờ đợi một vài phút nữa để tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ chúng ta cùng kịp tham dự live stream này ngày hôm nay với chúng ta nhé. Mỗi ngày trôi qua là một điều vô cùng tuyệt vời phải không ạ? À, bởi vì mỗi ngày trôi qua thì Phương lại càng thấy mình giỏi hơn, mình thành công hơn, và mình biết mình có nhiều kiến thức hơn và mình ngộ ra được rất nhiều tư duy cao hơn ạ. Mỗi ngày trôi qua là một điều cực kỳ thú vị ạ. Chúng ta hãy chia sẻ live stream và tạc tất cả những người bạn, những người thân yêu của chúng ta vào để mình cùng kịp tham dự live stream ngày hôm nay với chúng ta nhé. Để cô đi tham dự những buổi thuyết giảng của tiến sĩ Joseph Mofield thì cô đã với sức mạnh tiềm thức đã giúp cô có được một chiếc xe, đó là Cadillac ạ. Đó là bằng cách như thế nào ạ? Cô ấy đã liên tục là hình dung ra chính cô là đi vào phòng trưng bày xe ô tô và cô đã bước vào xe và cầm lái và cảm nhận những lớp nền da ở trên xe và cô đã chạy thử kiểu xe này. Và chính cô đã liên tục tưởng tượng như thế trong vòng 2 tuần. Và kết quả là sau 2 tuần cô đã được tặng một chiếc xe Cadillac giống như ước mơ của mình trong nhân dịp ngày sinh nhật của cô do bác cô tặng. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Và bài học ở đây là gì ạ? Bài học ở đây của chúng ta là luôn luôn hình dung tưởng tượng mục tiêu của chúng ta một cách thật rõ ràng, đầy đủ hình ảnh màu sắc, kết hợp với một niềm tin mạnh liệt, mạnh mẽ trong tâm tưởng của chúng ta, thì nhờ sự tác động kỳ diệu của tiềm thức thì sẽ giúp cho ước mơ của chúng ta thể trở thành sự thật ạ. Đó là quyền năng thứ nhất. Và quyền năng thứ hai đó là tiềm thức sẽ giúp cho chúng ta về cho chúng ta những người đồng hành lý tưởng, những mối quan hệ chất lượng, những đối tác chất lượng và hay là những bạn đời lý tưởng ạ. Xin chào Thiệt Nguyệt ạ. Xin chào Thăng Trần.
Quyền năng thứ hai là gì ạ? Quyền năng thứ hai là tiềm sức trẻ giúp cho chúng ta hút về với chúng ta những mối quan hệ chất lượng, những người đồng hành lý tưởng, những mối quan hệ cực kỳ chất lượng và những người bạn đời lý tưởng của chúng ta. Bằng cách là gì ạ? Bằng cách là chúng ta hãy liệt kê ra tất cả những đức tính mà mình mong muốn từ họ. Và ví dụ như là trong câu chuyện ngày hôm qua ở trang số 25 Phương đã kể cho chúng ta nghe là gì ạ? Bà Ruth là 75 tuổi rồi và bà ước mơ là sẽ lấy được một ông chồng. Ông chồng thì bà đã giao tiếp với tiềm thức của bà là bằng cách là lặp đi lặp lại điều bà hằng mong muốn. Và bà đã hút về phía bà một người chồng như ý ạ. Bố bà đã 75 tuổi. Xin chào Võ Hương ạ. Xin chào bạn Thư Cao. Xin chào em Mai Liên nhé. Và bà ấy đã hình dung bằng cách là bà đã viết ra trong tâm trí bà và bà lặp đi lặp lại những đức tính mà bà hằng mong ước từ người bạn đời của bà, đó là mình được cần đến, mình được yêu thương, mình lập gia đình và sống hạnh phúc với một người đàn ông tử tế đáng yêu và có tâm hồn đẹp. Rồi và ba ngày nào bà cũng lặp đi lặp lại như thế, và sau 2 tuần thì bà đã gặp được một người đàn ông như bà hằng mơ ước và hai người đã kết hôn và đi cùng tuần trăng mật ạ. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn em Mai Liên nhá. Cảm ơn chị gái Trần Thị Thanh Thủy ạ. Và qua câu chuyện này thì chúng ta có một bài học để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta như thế nào? Bài học đó là gì ạ? Chúng ta hãy rót đầy trong tâm tưởng của mình tất cả những gì là chân thật, những gì là công, những gì là cao quý, trong sáng, thuần khiết và những gì là đức hạnh và tử tế, và chúng ta hãy lặp đi lặp lại nó như vậy ạ. Đó là bài học để chúng ta áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin chào anh Quang nhé. Và quyền năng thứ ba đó là trong công việc kinh doanh, trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống ạ. Mình sẽ dùng quyền năng này trong những lĩnh vực mà chúng ta đang làm hiện tại và trong lĩnh vực kinh doanh ạ. Ví dụ như trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức ở trang 240 thì có một mẫu chuyện là gì ạ? Hôm qua Phương đã chia sẻ, đó là viết về một bức tranh hòa hợp với những khách hàng lớn, với các đối tác lớn, với những người trong tập đoàn và với chủ tịch, phó chủ tịch, một bức tranh hòa hợp. Và ông này ông đã biến những thứ không thuận lợi thành những thứ thuận lợi để làm ngược đà cho sự phát triển. Đó chính là cách xử lý từ gốc rễ. Và trong tất cả những lĩnh vực của chúng ta thì chúng ta hãy muốn có mối quan hệ hòa hợp với tất cả mọi người xung quanh chúng ta thì chúng ta hãy dùng bức tranh màu này để chúng mình viết nên bức tranh hòa hợp nhé. Và quyền năng thứ tư của tiềm thức, chúng ta sử dụng quyền năng thứ tư đó là vào trong những mối quan hệ hòa hợp như là trong công việc hoặc là trong gia đình ạ. Trong gia đình chúng ta, ví dụ như vợ chồng con cái mà chưa có sự hòa hợp thì chúng ta hãy sử dụng một bí kíp đó là dùng từ là hòa hợp. Ví dụ như là Phương hòa hợp với Đức thì chúng ta hãy nêu tên người đó ra thì chúng ta có từ là hòa hợp với Dượng, ví dụ Đức hòa hợp với Phương hòa hợp với Đức, hoặc là Thu hòa hợp với Thành đó. Như thế chúng ta hãy đưa từ bí kíp đó là đưa từ hòa hợp vào ở giữa thì chúng ta sẽ liên tục lặp lại như thế thì chúng ta sẽ có được một bức tranh hòa hợp ạ, được không ạ? Và hôm qua Phương cũng chia sẻ với cả nhà mình việc quan trọng nhất đó là gì ạ? Việc quan trọng nhất đó là việc đọc sách. Thế có 3 nhóm người đọc sách. Nhóm người thứ nhất đó là nhóm người sưu tầm sách, sưu tập và mua sách về rất là nhiều, nhưng mà không bao giờ đọc sách, hoặc là họ chỉ có đọc một lần rồi để đó, không có kiến thức cũng không có tư duy luôn. Và nhóm thứ hai là mình gọi với cái tên thân thương đó là phó giáo sư tiến sĩ trong hoặc kép. Thì với nhóm người này thì họ sưu tầm sách rất là nhiều, kiến thức họ đọc cũng rất là nhiều,
và tư duy họ cũng có rất là nhiều nhưng mà họ không ứng dụng được vào cho cuộc sống của họ. Và nhóm người thứ ba đó là nhóm người thành công ạ. Nhóm người này thì họ đọc tất cả những cuốn sách và từ những cuốn sách đó thì họ áp dụng những tư duy trong những cuốn sách ra cuộc sống và để ứng dụng ra được kết quả. Đó chính là nhóm người thành công. Và trên thế giới thì tất cả những người thành công giàu có họ đều nằm trong nhóm thứ ba này ạ. Chính vì thế là chúng ta mong muốn trở thành những người thành công giàu có thì chúng ta hãy nhanh chân bước vào nhóm người thứ ba, đó là nhóm người thành công ạ. Đọc sách, chiêm nghiệm, ứng dụng và ra được kết quả thật ạ. Đó là tất cả những quyền năng, những kỳ diệu của tiềm thức mà chúng ta được sử dụng từ tiềm thức mang lại cho chúng ta. Ngày hôm qua Phương đã chia sẻ và bây giờ Phương đã tổng tắt lại cho cả nhà mình cũng một lần nữa nhớ lại tất cả những kiến thức ngày hôm qua Phương chia sẻ. Chúng ta hãy nhớ lại những kiến thức và hãy ứng dụng ngay vào thực tế nhé. Ứng dụng ngay vào thực tế để cho chúng ta được kết quả như chúng ta mong muốn ạ. Xin chào cháu Anh Quang. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm 5 bước hàng ngày. Một ngày mới bắt đầu với 5 bước hàng ngày, đó là bước đầu tiên là chúng ta sẽ tổng kết 3 thành công trong ngày. Tổng kết ít nhất 3 thành công trong ngày nhé. Cả nhà mình hãy comment 3 thành công trong ngày hôm nay của chúng ta để Phương đọc cho cả nhà mình cùng ăn mừng để thành công nối tiếp thành công nhé. Chúng ta hãy tập trung vào thành công thì theo quy luật của vũ trụ, đó là luật hấp dẫn. Chúng ta sẽ hấp dẫn về với chúng ta tất cả những thành công, tất cả những sự giàu có về với chúng ta nếu chúng ta tập trung thẳng vào thành công ạ. Và trong lúc chờ đợi những anh chị em mình thì Phương sẽ đọc những thành công trong ngày hôm nay của Phương ạ. Cả nhà mình cùng ăn mừng ạ. Thành công thứ nhất đó là hoàn thành xuất sắc livestream ngày thứ 17 một cách xuất sắc ạ. Yes. Và thành công thứ hai là học nhiều kiến thức siêu tuyệt vời từ tỷ phú đô la thầy Lê Huy và bậc thầy dùng sức mạnh tiềm thức Trần Dung ạ. Thành công thứ ba đó là đọc 2 chương sách sức mạnh tiềm thức. Và thành công thứ tư trong ngày hôm nay đó là có một người bạn cũ lâu năm gọi điện ạ. Yes. Cảm ơn tiềm thức. Tôi là Nam Châm Hụt Tiền và Tài Sản. Và bây giờ Phương sẽ làm bước thứ hai trong ngày, đó là mình sẽ bỏ quỹ tự do tài chính, kiểm điểm số dư và ăn mừng. Ngày nào chúng ta cũng tập trung vào số dư để số dư mở rộng cho chúng ta nhé. Hôm nay Phương sẽ bỏ quỹ tự do tài chính của mình là 100.000. Tôi là 500 một tiền và tài sản. Chúng ta bỏ quỹ tự do tài chính để mục đích là gì ạ? Mục đích là rèn luyện quen quản trị dòng tiền của chúng ta, để khi chúng ta có những dòng tiền lớn thì chúng ta quản trị dòng tiền một cách dễ dàng. Và mục đích của quỹ tự do tài chính là để chúng ta đi đầu tư gia tăng tài sản. Càng nhiều tài sản thì chúng ta càng trở nên giàu nhanh ạ. Xin chào em Lan Phương ạ. Xin chào chị Nguyễn Thị Minh Hoa. Sau khi bỏ quỹ tự do tài chính thì mình sẽ kiểm đếm số dư. Và số dư ngày hôm nay của Phương là 1.820.000. Yes. Tôi là 500 một tiền và tài sản. Chúng ta tập trung vào số dư nhé. Đây chính là một thói quen của người thành công. Chúng ta làm ba làm mẹ thì chúng ta hãy tập những thói quen tốt của những người thành công để con cái chúng ta noi theo nhé. Em chào chị Phan Vân ạ. Và thành công của Thắng Trần ngày hôm nay đó là, một là tham gia buổi học Zoom của tỷ phú đô la Lê Huy và tỷ phú đô la Trần Dung siêu tuyệt vời ạ, học được nhiều kiến thức siêu hay. Thành công thứ hai là ăn uống miễn phí. Thành công thứ ba là học livestream của tỷ phú đô la Hoàng Phương đúng giờ. Yes. Chúc mừng Thắng Trần ạ. Quá xuất sắc.
Rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm bước thứ ba trong ngày, đó là mình sẽ tuyên bố niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức. Cả nhà mình hãy cùng đặt tay lên tim và tuyên bố cùng với Phương nhé. Tôi là bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi kiếm tiền và gia tăng tài sản bằng tiềm thức. Tôi là triệu phú đô la. Yes, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức ạ. Và bước thứ tư đó là mình sẽ tái thiết lập lại bản tài chính gốc trong tâm thức của chúng ta bằng cách là mình sẽ tuyên bố 17 tư duy triệu phú của TH Baker ạ. Rồi cả nhà mình cùng nhau đặt tay lên tim và là tiếp tục tuyên bố 17 tư duy triệu phú với Phương để mình tái thiết lập bộ tư duy gốc rễ của chúng ta nhé. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc để sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền và tài sản. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho giá trị sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi tạo ra cuộc sống giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là tự do, tiền là quan trọng, tiền là hạnh phúc, tiền giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống những người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cự khôi. Tôi thực sự biết ơn về tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài đều đang đến với tôi. Khả năng kiếm giữ số tiền và phát triển kinh doanh của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là triệu phú đô la. Yes, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Rồi, và bây giờ là Phương sẽ đọc 3 thành công trong ngày hôm nay của Lê Đức. Thành công thứ nhất là đọc 2 chương sách cùng cả con yêu. Thành công thứ hai là chia sẻ kiến thức tư duy cho hai người, cho hai đối tác chất lượng. Thành công thứ ba là học lái chim của tỷ phú đô la tình yêu Hoàng Phương đúng giờ. Thành công thứ tư là học dung cùng tỷ phú đô la Lê Huy và Trần Dung kiến thức siêu tuyệt vời. Thành công thứ năm là ăn uống miễn phí Jet. Chúc mừng Lê Đức. Tôi là nam sinh hữu tiền và tài sản, cảm ơn tiềm thức ạ. Xin chào bà Nguyễn Thị Bích Thùy nhé. Và bước thứ năm đó là chúng ta sẽ liên tục hình dung tưởng tượng bức tranh kết quả tài chính 30 ngày và bức tranh kết quả tài chính 6 tháng, đó là chúng ta nghe thôi miên. Liên tục tưởng tượng nhé. Và đó là tất cả 5 bước mà chúng ta làm đều đặn hàng ngày và làm trong một thời gian dài, làm trong dài hạn ạ. Xin chào bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc nhé. Và từ ở live stream thứ 9 là Phương đã chia sẻ với chúng ta là 10 bí kíp để chúng ta ứng dụng được sức mạnh tiềm thức. Và ngày hôm nay thì Phương lại chia sẻ với chúng ta tiếp theo là 10 bí kíp nữa để chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Là tổng là chúng ta có 20 bí kíp để chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức. Và hôm nay là 10 bí kíp tiếp theo ạ. Bà Nguyễn Thị Thủy mới vào chắc là chưa hiểu kiến thức ạ. Chính vì thế tất cả nhà mình hãy comment tất cả những tư duy mà Phương chia sẻ để cho bạn phần nào hiểu được. Và bạn mong muốn hiểu thì bạn hãy quay trở lại live stream từ số 1 đến live stream số 17 để mình cũng hiểu hơn về sức mạnh của tiềm thức nhé. Đấy, bởi vì xem lần đầu thì chưa hiểu được đâu ạ. Đây là những kiến thức cực kỳ mới ạ. Mà tất cả những người thành công giàu có đến thế họ đều biết. Và những kiến thức này thì những người nghèo, những người như chúng ta thì chưa được biết. Chính vì thế trong chuỗi live stream ngày hôm nay là những kiến thức mà Phương đã ứng dụng, là những kiến thức thật, những ứng dụng thật và đã ra được những kết quả thật mà của không những mỗi mình Phương mà của tất cả rất là nhiều người, nhiều anh chị em trong câu lạc bộ đã ứng dụng ra kết quả rất nhiều năm rồi ạ. Chính vì thế mà
những ai mới vào thì nghe những kiến thức này cực kỳ sốc vì chưa hiểu. Chính vì thế là chúng ta quay trở lại livestream 1 để chúng ta xem từ livestream 1 đến livestream thứ 17 để chúng ta xem chúng ta hiểu hơn về sức mạnh tiềm thức bên trong của chúng ta nhé. Rồi và bây giờ Phương sẽ vào nội dung chính của ngày hôm nay, đó chính là 10 bí kíp để chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức. Và bí kíp thứ 11 là gì ạ? Bí kíp là ở livestream chính Phương đã chia sẻ rồi, bây giờ Phương lại tiếp tục chia sẻ thêm 10 livestream nữa, 10 bí kíp nữa nhé. Và bí kíp thứ 11 đó là chúng ta hãy tin tưởng và nhất quán 100% với sức mạnh của tiềm thức ạ. Để tin tưởng nhất quán thì chúng ta phải hiểu rõ được cơ chế hoạt động của tiềm thức để sử dụng được sức mạnh tiềm thức để giúp cho chúng ta hút được những quý nhân phù trợ, tìm cho chúng ta những nguồn lực để giúp cho chúng ta đạt mục tiêu của chúng ta nhanh hơn ạ. Cứ ví dụ như cơ chế đầu tiên của sức mạnh tiềm thức đó là cơ chế niềm tin ạ. Tiềm thức hoạt động dựa trên cơ chế niềm tin ạ. Tiềm thức là một mảnh đất màu mỡ và nhận gieo trong bất kỳ hạt giống nào ạ. Và những hạt giống đó gieo trong xuống thì đều ra hoa và kết trái cho chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta tăng niềm tin khi chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức ạ? Thì chúng ta sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đọc sách về sức mạnh tiềm thức ạ. Đây ạ. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đọc sách sức mạnh tiềm thức. Ở trong này tiến sĩ Joseph Murphy ông đã viết hết tất cả cho chúng ta. Chúng ta đọc ở đây thì chúng ta sẽ hiểu được tất cả những lý thuyết, những nền tảng để tạo cho chúng ta những niềm tin vững chắc là trong bản thân chúng ta là có một kho báu. Chính vì thế cách thứ nhất để tăng niềm tin cho sức mạnh tiềm thức là chúng ta hãy đọc sách sức mạnh tiềm thức, đọc càng nhiều càng tốt ạ. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ đi offline trực tiếp câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng để chúng ta gặp gỡ những người thành công, những người đã ứng dụng ra những kết quả thật ạ. Và cách thứ ba đó là chúng ta sẽ xem livestream ạ, xem livestream bộ công thức ứng dụng 30 ngày mà hiện tại Phương đang thực hiện ở đây ạ. Khi chúng ta xem livestream thì chúng ta hãy ghi chép cẩn thận, đằng nào chúng ta cũng đã bỏ thời gian ra để chúng ta xem thì chúng ta hãy nghiêm túc ghi chép cẩn thận những công thức để khi mình xem xong, mình ghi chép xong rồi thì mình sẽ ứng dụng cho mình có những kết quả. Và khi bản thân mình có những kết quả thì mình sẽ tin tưởng vào sức mạnh của tiềm thức và dựa trên niềm tin đó thì tiềm thức sẽ hưởng ứng cho chúng ta những mục tiêu lớn hơn, giúp chúng ta đạt được những kết quả cao hơn, được không ạ? Xin chào bạn Nguyễn Thị Gái nhé. Ngoài việc tin tưởng vào tiềm thức thì bạn cần phải tin tưởng nhất quán 100% với công việc hiện tại của bạn đang làm ạ. Thì có rất là nhiều anh chị mà khi ứng dụng sức mạnh tiềm thức mà chưa thành công được thì khi Phương hỏi ra thì mới biết được là họ không hề tin tưởng vào những cái công việc của họ. Họ biết rằng là ứng dụng sức mạnh tiềm thức những người này đã đạt được những kết quả như thế này thì họ nghe bảo như thế, họ xem như thế thì họ lại ứng dụng, nhưng mà ứng dụng một thời gian chưa ra được kết quả thì họ không biết lý do vì sao. Thì khi Phương hỏi thì họ mới trả lời là mình mới biết được một nguyên nhân, đó chính là họ không tin tưởng vào công việc hiện tại họ đang làm, không có niềm tin, chính vì thế là tiềm thức không hưởng ứng cho họ được kết quả. Bản thân của chúng ta là phải tin tưởng, phải nhất quán tin tưởng vào những công việc hiện tại mình đang làm ạ. Ví dụ như hiện tại bạn đang có một công việc kinh doanh đó là bán mỹ phẩm, thế thì như thế nào ạ? Thì chúng ta phải tin tưởng vào cái sản phẩm chúng ta đang bán, chúng ta tin tưởng vào sản phẩm chúng ta đang bán đó là mỹ phẩm tốt, tin như thế thì khách hàng mới tin chúng ta, đúng không ạ? Bản thân chúng ta tin là sản phẩm tốt, chúng ta mới thuyết phục được khách hàng là khách hàng mới tin được là sản phẩm mình tốt, như vậy thì kết quả của mình mới cao hơn ạ.
Và tương tự như bán mỹ phẩm thì tất cả những mặt hàng khác, tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống thì chúng ta đều phải tin tưởng 100% nhất quán với công việc hiện tại của chúng ta đang làm. Có như vậy chúng ta áp dụng sức mạnh tiềm thức vào lĩnh vực chúng ta đang làm mới đạt được kết quả như mình mong muốn ạ. Và hãy nhớ rằng là gì? Nhớ rằng là công việc mà có kết quả thì tự động chúng ta sẽ đam mê với nó, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta phải cần tập trung vào kết quả, tập trung vào thẳng kết quả. Đó là một trong những tư duy quan trọng nhất của những người thành công và giàu có. Và đặc biệt là với những người thành công và giàu có thì họ đều nói rằng là công việc kinh doanh của họ đi trước thế giới tầm 20 đến 30 năm và còn xa hơn nữa. Tức là khi bạn bắt tay vào thực hiện một lĩnh vực mà cả thế giới chưa nhìn thấy thì bản thân bạn phải tự có tầm nhìn với những công việc mà bạn đang kinh doanh. Đương nhiên là khi nó đã xảy ra thì không phải là người nghèo nào cũng thấy, bởi vì người nghèo thường là nhìn thấy bằng cặp mắt của vật lý. Đó là gì ạ? Đó là mắt thấy, tai nghe, tai sơ đã mới tin, chứ không phải là nhìn bằng cặp mắt tư duy giống như những người thành công và giàu có. Chính vì mà chờ mà mắt thấy, tai nghe, tai sơ được thì tất cả những xu thế của thế giới họ đã xảy ra rồi, thì còn đâu là cơ hội cho chúng ta nữa, đúng không ạ? Tất cả những cái gì mà xảy ra mà TV, đài báo đưa tin thì tất cả đó là tất cả những thông tin đó đều đã xảy ra rồi, thì không bao giờ mà có cơ hội cho chúng ta để chúng ta bước lên một tầm cao mới, chúng ta sẽ thay đổi được cuộc sống của chúng ta. Chính vì thế là khi chưa có thông tin, khi chưa có đài báo trên các thông tin đài chúng, chúng ta biết được tin tức như thế, chúng ta mới là người đi đầu, chúng ta mới là người có tầm nhìn, đúng không ạ? Tầm nhìn thường những người thành công là tầm nhìn 10 năm, 20 năm và xa hơn nữa. Giống như là các vị vua cũng đã chia sẻ với chúng ta là tầm nhìn 100 năm, tầm nhìn 100 năm, tầm nhìn 4 đời. Giống như Tào Tháo muốn chuẩn bị cho dòng họ Tào Tháo muốn lên làm vua thì ông đã phải chuẩn bị 4 đời. Ông đã phải phục vụ cho đời Tào Tháo 4 đời đó. Lúc đó ông mới dọn dẹp xong đường sạch sẽ để cho đời con cháu ông lên làm vua. Vì thế là trong kinh doanh tâm nhìn là cực kỳ quan trọng ạ. Như Bill Gates có một câu nói rất hay như thế này ạ: chúng ta ngồi đây bàn luận thế giới sử dụng internet trong 10 năm tiếp theo ạ. Xin chào bạn Hà Nguyễn nhé. Xin chào bạn Khánh, xin chào anh Khánh Hoàng ạ. Bill Gates đã nói một câu nói cực kỳ hay ạ, là ta ngồi đây để bàn luận về thế giới sẽ sử dụng internet trong 10 năm tiếp theo như thế nào. Và giống như hiện tại bây giờ Phương và tất cả những anh chị em mình cùng đang xem livestream ngày hôm nay, chúng ta hãy ngồi đây và bàn luận xem thử trong 10 năm nữa, 20 năm nữa thì thế giới sẽ sử dụng công nghệ gì, và công nghệ đó là những công nghệ gì, sẽ đi đâu ạ? Chúng ta hãy bàn luận xem thử đó là công nghệ gì. Nếu như chúng ta biết thì chúng ta sẽ là người thành công giàu có, là người đi đầu xu thế ạ. Đó chính là công nghệ blockchain sẽ dẫn đầu trong 20 năm tiếp theo ạ. Và khi bác Tập Cận Bình là cũng rất thích blockchain, và bác đã nói là công nghệ blockchain là một công nghệ đột phá của thế giới. Tức là bây giờ thì thế giới chưa sử dụng công nghệ blockchain ạ. Thế giới chưa sử dụng blockchain, nhưng tất cả những người có tầm nhìn dài hạn, tầm nhìn 10 năm, 20 năm và xa hơn nữa, thì họ đã biết thế giới trong 10 năm, 20 năm nữa sẽ là sử dụng công nghệ blockchain. Giống như chính phủ Việt Nam mình thì đã năm 2023 là sẽ là một chính phủ điện tử, đúng không ạ? Đó là TV đưa tin năm 2023 là Việt Nam sẽ là một chính phủ điện tử, tất cả giao dịch qua điện tử hết, đúng không ạ? Thì phần lớn là chúng ta không biết lĩnh vực blockchain, cho nên chúng ta sẽ đi hỏi gia đình, hỏi bạn bè, thì tất cả những người chúng ta hỏi thì không biết đấy là lĩnh vực gì,
gì. Chính vì thế chúng ta hãy ngồi lại với nhau để bàn luận xem thử thế giới sẽ sử dụng công nghệ blockchain như thế nào trong 10 năm, 20 năm nữa nhé. Và để làm được điều đó, để ngồi bàn luận được vấn đề đó thì đòi hỏi chúng ta phải nhất quán như thế này ạ. Bản thân chúng ta phải phát triển tâm nhìn của chúng ta lên một mức cao hơn, phải nắm được hơi thở của nền kinh tế của Việt Nam mình, của thế giới. Có như thế chúng ta mới phát triển được tâm nhìn của chúng ta lên, được không ạ? Xin chào em tỷ phú đô la Huỳnh Ngọc Thanh Tú nhé. Đó chính là tâm nhìn 20 năm ạ. Đương nhiên rồi, để nhất quán tin tưởng 100% với công việc kinh doanh của mình thì chúng ta cần phải có một tâm nhìn dài hạn trong công việc kinh doanh và đầu tư của chúng ta, đúng không ạ? Không, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta tập thể dục thì buổi sáng tập thể dục thì làm sao mà buổi tối lại khỏe lên được, đúng không ạ? Mà chúng ta muốn duy trì được cái sức khỏe của mình thì phải có sự luyện tập lâu dài trong dài hạn, đúng không ạ? Và ngay cả việc trong kinh doanh cũng thế, chúng ta muốn đầu tư trong những lĩnh vực kinh doanh thì chúng ta phải luyện tập, phải mở rộng tâm nhìn của chúng ta lên, tăng tư duy lên mỗi ngày, tăng tâm nhìn lên làm việc với tất cả những người thành công giàu có. Như thế thì chúng ta mới có được một bộ tư duy của những người thành công giàu có, mới giúp cho chúng ta nhanh hơn, được không ạ? Ngay cả trong sức mạnh, ngay cả trong việc ứng dụng sức mạnh tiềm thức trong việc ứng dụng sức mạnh tiềm thức thì chúng ta cũng phải là ứng dụng mỗi ngày, đọc sách mỗi ngày và ứng dụng mỗi ngày. Chúng ta hãy gieo vào mảnh đất màu mỡ của chúng ta là những hạt mầm tốt. Chúng ta gieo vào đây những hạt mầm thành công thì tháng 8 chúng ta gieo, tháng 9 chúng ta gieo, tháng 10, tháng 11 thì chúng ta gieo thì đương nhiên là đến tháng 12 chúng ta sẽ có một cây trái cực kỳ là ngọt ngào và quả cực kỳ lớn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta phải luyện tập trong dài hạn tất cả mọi lĩnh vực nhé, kể cả sức khỏe, kể cả tài chính, kể cả mối quan hệ đều có sự luyện tập trong dài hạn ạ. Rồi và bí kíp thứ 12 là ứng dụng ngay lập tức. Xin chào Đường Thanh Nghĩa. Bí kíp thứ 12 để sử dụng được sức mạnh tiềm thức đó là chúng ta phải ứng dụng ngay lập tức. Bất kỳ kiến thức nào về sức mạnh tiềm thức hay là về tư duy tài chính hay là về bộ tư duy gốc rễ của những người thành công giàu có thì chúng ta phải ứng dụng ngay lập tức ạ. Ví dụ như ngày hôm nay thì chúng ta đọc 30 chương sách, ngày hôm nay chúng ta đọc 30 trang sách. 30 trang tức là chương 1 trong sách sức mạnh tiềm thức là kho báu bên trong bạn. Thì khi chúng ta đọc xong chương 1 này thì chúng ta sẽ ra được những bài học gì để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống của chúng ta để giúp cho chúng ta đạt được kết quả. Đó chính là ứng dụng ngay lập tức, đọc sách và lấy công thức và ứng dụng ngay lập tức ạ. Ta là phải ứng dụng theo ngày để từ ngày mới lên được tháng, từ tháng mới lên được năm ạ. Như vậy thành công của chúng ta mới nuôi dưỡng được thành công ạ. Và cứ ví dụ như là live stream ngày hôm nay là live stream thứ 17 thì là nói về 10 bí kíp để giúp cho chúng ta sử dụng tiềm thức một cách dễ dàng hơn. Thì sau khi học live stream này xong thì ngay ngày mai chúng ta sẽ ứng dụng tất cả những bí kíp này vào trong những lĩnh vực của chúng ta để giúp cho chúng ta đạt được kết quả, đúng không ạ? Hay là có một ví dụ trong tư duy của những người giàu như thế này ạ. Người giàu đều biết là khi có tiền về thì họ phải đi đầu tư gia tăng tài sản để giúp cho mình giàu lên trước, chứ không phải là họ tiền về là họ sẽ đi tiêu xài.
nếu như mà đi tiêu xài thì sẽ giúp cho người khác giàu lên được ạ. Và theo thế giới đã thống kê thì chi phí của bạn là thu nhập của người khác. Chúng ta tiêu càng nhiều thì thu nhập của người khác càng tăng lên. Và tất cả những điều này thì người giàu đều biết mà người nghèo thì chưa biết ạ. Chính vì thế qua ngày hôm nay thì chúng ta đã biết được là tư duy trả cho mình trước thì chúng ta hãy áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta ngay. Như thế để chúng ta có một cuộc sống thay đổi hơn. Đó cũng chính là sự khác biệt giữa những người giàu và những người nghèo ạ. Người giàu thì tiền về là họ sẽ đem đi đầu tư gia tăng tài sản, mang tên mình để tài sản sinh sôi ra nhiều tài sản. Còn người nghèo thì tiền về thì họ sẽ đi mua sắm tiêu sản. Thì như thế thì là người nghèo lại ngày càng nghèo đi. Đó chính là sự khác biệt giữa hai người, người giàu và người nghèo ạ. Và bí kíp thứ 13 đó là kiến thức là vô tận. Kiến thức là vô tận ạ. Trên thế giới hiện nay theo thống kê thì có 3 loại kiến thức. Loại thứ nhất đó là những kiến thức mà chúng ta đã biết và đã sử dụng được. Đó chính là như toán, lý, hóa, sinh, sử, địa. Đó là các môn chúng ta đã học, chúng ta đã biết và chúng ta cũng đã ứng dụng. Và loại kiến thức thứ hai đó là những kiến thức mà chúng ta không, những kiến thức mà chúng ta không sử dụng được, biết mà không sử dụng được. Đó là ví dụ như tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức. Những kiến thức đó là chúng ta biết nhưng mà chúng ta không sử dụng được. Và loại kiến thức thứ ba đó là những kiến thức mà chúng ta không biết nó đang tồn tại nhưng mà chúng ta không biết nó đang tồn tại và cũng không biết cách để sử dụng luôn. Đó là loại thứ ba. Loại thứ ba là những kiến thức mà chúng ta không biết nó đang tồn tại và cũng không biết cách để sử dụng ạ. Xin chào em Phương Trân nhé. Và những kiến thức của những kiến thức thứ ba này là tất cả những người giàu trên thế giới họ đều biết mà chúng ta lại không biết. Ví dụ như ở rừng Amazon thì chúng ta có biết là có những con vật gì ở đó không ạ? Rõ ràng là chúng ta không biết đúng không ạ? Chúng ta không biết nhưng mà hiện tại thì ở rừng Amazon vẫn tồn tại những con vật sống ở đó, những cây cối sống ở đó. Nhưng mà bản thân chúng ta không biết thì không biết nó vẫn tồn tại ở đó. Nhưng mà tất cả những người giàu, những người thành công thì họ đều biết ạ. Những người giàu, những người thành công thì họ biết cực kỳ nhiều kiến thức mà chúng ta là không biết. Chính vì thế là chúng ta phải tự học, tự nghiên cứu để cho chúng ta nâng level của chúng ta lên được nhóm thứ ba. Phương ví dụ như những kiến thức mà Phương chia sẻ ở livestream đây. Phương chia sẻ ở livestream 30 ngày nào là những kiến thức cực kỳ là đúng không ạ? Cực kỳ là so với nhiều anh chị em. Nhưng mà so với trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng, những người mà đã ứng dụng sức mạnh tiềm thức thì những kiến thức này là họ biết từ lâu rồi, họ đã ứng dụng rất nhiều rồi. Nhưng mà những kiến thức này là khi Phương mở ra thì có rất nhiều người rất là sốc, nghĩ là ảo tưởng, nghĩ là nói là mơ hồ. Tại vì những kiến thức này chúng ta chưa hề biết, nhưng mà chúng ta không biết thì nó vẫn đang tồn tại. Nó là một bộ môn khoa học mà được tiến sĩ Joseph Murphy nghiên cứu và đã viết ra. Và đây ạ, nó là một bộ môn khoa học mà khi Phương giới thiệu ra thì có nhiều người chưa hề biết, cũng chưa hề nghe luôn. Chính vì thế mà nếu như mà không có sách thì nghĩ là đây là những kiến thức mà Phương tự biên ra để nói. Nhưng mà xin thưa với cả nhà mình là đây là những kiến thức thật, được ứng dụng thật và đã ra được kết quả thật rồi, do tiến sĩ Joseph Murphy đã viết. Và quyển sách này đã có hơn 50 năm rồi ạ. Và được bậc thầy ứng dụng sức mạnh của tiềm thức, người đi tiên phong trong phong trào ứng dụng sức mạnh tiềm thức là tỷ phú Trần Dung đã ứng dụng trong hơn 3 năm nay, mà
đạt được những kết quả siêu tuyệt vời, cho nên đã chia sẻ lại với tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ. Vì thế mà Phương biết được đây là một bộ công thức cực kỳ giúp cho chúng ta là từ một cuộc sống bình thường được lên một cuộc sống cao hơn, có những mối quan hệ là chất lượng hơn, gia đình được hòa hợp hơn, và con cái của chúng ta sẽ có những nền tảng tốt hơn. Chính vì thế mà Phương đã làm chuỗi live stream này để chia sẻ với anh chị em chúng ta bộ live stream này ạ. Phương đang gieo hạt tất cả những hạt tốt ra cho tất cả mọi người, cho cộng đồng, để theo quy luật của luật cân bằng của vũ trụ là gì ạ? Luật cân bằng của vũ trụ là tổng tài sản của bạn sẽ bằng giá trị nội tại cộng với giá trị bạn trao đi cho cộng đồng. Chính vì thế mà Phương đã chia sẻ bộ công thức này cho tất cả những anh chị em đang ngồi xem live stream ngày hôm nay biết, để tất cả cộng giả, tất cả những anh chị em mình được ứng dụng bộ công thức này để giúp cho mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp cho mình có cách thức để định hướng con của mình trong bước đường tương lai ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình muốn con mình có nền tảng tốt thì bản thân bố mẹ là người là phải xây dựng nền tảng. Muốn con mình đọc sách thì mình là người làm gương, mình phải đọc sách ạ. Mình đọc sách là con mình mới đọc sách. Mình giỏi thì con mình chắc chắn là sẽ giỏi hơn mình, bởi con có một nền tảng tốt hơn chúng ta. Dạ em chào chị Đoan Ngọc ạ. Chính vì thế đây là một bộ môn khoa học nhá, tất cả những anh chị em mình mới xem, mình chưa hiểu thì mình hãy đặt quyển sách này về và mình hãy đọc để chiêm nghiệm ứng dụng tất cả những công thức trong quyển sách mà Phương chia sẻ với cả nhà mình đây, để mình có bộ công thức. Đây tất cả là những kiến thức thật được ứng dụng thật và đã ra được kết quả thật rồi ạ, chứ không phải là những chia sẻ của Phương, không phải là những kiến thức mà do Phương từ biên soạn ra. Chúng ta phải biết để biết được kho báu vô tận bên trong chúng ta, đừng lãng phí kho báu trong mỗi người chúng ta. Khi chúng ta biết và tận dụng được kho báu bên trong này thì chúng ta sẽ bước chân vào được thế giới của những người thành công giàu có được ạ. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 mức độ để học tập. Mức độ thứ nhất đó là gì ạ? Một là cần phải có ai đó để dạy mình. Ví dụ như cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chúng ta còn nhỏ tuổi thì chúng ta sẽ được cô giáo mình dạy, bố mẹ mình dạy, đúng không ạ? Đó là cấp 1 là cần phải có một người để dạy mình. Và cấp số 2 là chúng ta sẽ tự nghiên cứu, tự học tập. Và nếu thế giới chỉ có cấp 1 là có ai đó để dạy mình thì thế giới luôn luôn là đi xuống, đúng không ạ? Vì học trò thì làm sao mà sợ giỏi hơn thầy được ạ? Vì thế là đã có cấp độ thứ hai là cấp độ tự học, tự nghiên cứu. Nhưng mà thế giới càng ngày càng phát triển, càng đi lên thì như thế nào ạ? Nếu như mà dừng lại ở cấp độ thứ hai, tự học, tự nghiên cứu thì thế giới lại đi ngang, đúng không ạ? Thế giới không đi lên nữa mà dừng lại ở cấp độ thứ hai là tự học, tự nghiên cứu thì thế giới sẽ đi ngang. Mà hiện tại thì chúng ta như chúng ta thấy đó, thế giới càng ngày càng thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút. Chính vì thế mà lại có tiếp tục là cấp độ thứ ba, đó là cấp độ tự nghiên cứu và ngộ ra. Học nghiên cứu 1 mà ngộ ra 10, đó chính là cấp độ thứ ba. Học 1 mà ngộ ra 10 chính là cấp độ thứ ba. Và chính bởi vì có cấp độ thứ ba này mà thế hệ sau luôn luôn giỏi hơn thế hệ trước, đúng không ạ? Trò luôn luôn là giỏi hơn thầy, và con chúng ta chắc chắn đương nhiên là con chúng ta sẽ giỏi hơn chúng ta, đó là điều đương nhiên ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đã xây dựng một nền tảng cực kỳ vững chắc cho con chúng ta. Chính vì thế thế hệ con chúng ta, cháu chúng ta đương nhiên là sẽ giỏi hơn chúng ta, giống như những thế hệ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thế hệ đời ông cha là ông Fed Trump đã xây dựng một nền tảng cho con, là ông đã để lại cho con một bộ tư duy vô cùng xuất chúng, tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại. Vì thế sáng đời Tổng thống Trump là
ông đã làm được tổng thống Mỹ, và từ thế hệ của ông thì ông lại xây dựng việc cho con, bốn đứa con của mình một nền tảng cực kỳ vững chắc, cho nên bốn người con của ông đều thành công giàu có và cực kỳ là thành công ạ. Bố mẹ là xây dựng cho con một nền tảng tốt thì con sẽ là người thiên tài ạ. Xin chào Nguyễn Văn Thông ạ. Chào em Liên Nguyệt nhé. Xin chào Nguyễn Kim Anh ạ. Chính xác Nguyễn Văn Thông ạ. Thế giới ngày càng phát triển, quá chính xác, quá chuẩn luôn ạ. Xin chào chị Trần Ngọc Quế ạ. Chính vì thế mà chúng ta phải cần có những người giỏi hơn, đất nước chúng ta mới càng phát triển đúng không ạ? Đất nước của chúng ta mà có càng nhiều người giỏi thì đất nước của chúng ta lại càng hùng mạnh, càng vững mạnh hơn ạ. Và ví dụ như là bác Vương, Việt Nam mình có tỷ phú là bác Vương, thì bác Vương giỏi xuất sắc thì Phương tin chắc rằng là sau bác Vương sẽ có một ngày là sẽ có một người sẽ có rất nhiều người sẽ giỏi hơn bác Vương để xây dựng một Việt Nam hùng cường hơn ạ. Vì thế mà cấp độ tự học và tự giác ngộ là một cấp độ quan trọng nhất. Vậy nên chúng ta cần phải ứng dụng vào thực tế để ra được kết quả. Nếu mà cần kiến thức thì chúng ta có thể học ở được rất nhiều nơi, nhưng mà nếu chúng ta cần để biết cách để học, để giác ngộ kiến thức, để ứng dụng những kiến thức đó để ra được những kết quả, thì chúng ta hãy gặp Phương là bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức, và tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ ứng dụng sức mạnh tiềm thức và câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng, Phương và tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta đạt được cấp độ cao nhất, đó là cấp độ tự học và tự học 1 và giác ngộ ra là 10, bằng cách là giúp cho chúng ta ứng dụng tất cả những công thức ra thực tế để đạt được những kết quả. Và kết thúc kỳ học 30 ngày này thì kết quả mang về cho chúng ta là thật nhiều tiền và nhiều tài sản và nhiều mối quan hệ cực kỳ chất lượng. Quá xuất sắc không ạ? Rồi, đó là bí kíp thứ 13, và bây giờ chúng ta đi sang bí kíp thứ 14, đó là môi trường thành công. Ví dụ đơn giản về môi trường nhé. Thì chúng ta có một cây quỳ tươi, chúng ta hãy ném cây quỳ tươi đó vào đám cháy rừng, thì theo chúng ta cây quỳ tươi đó có cháy không ạ? Đương nhiên là cây quỳ tươi sẽ cháy hừng hực lửa đúng không ạ? Thì tương tự như thế, nếu như có một cây quỳ đang cháy rừng rực lửa như thế mà chúng ta ném cây quỳ đó xuống mặt hồ nước thì điều gì sẽ xảy ra? Đương nhiên là cây quỳ đang cháy hừng hực lửa như thế sẽ tắt và chìm nghiệp xuống đáy hồ. Đó chính là sự tác động của môi trường ạ. Tác động của môi trường cực kỳ quan trọng ạ. Vì vậy mà chúng ta cần phải có một môi trường, những người thành công để hỗ trợ cho sự thành công và giàu có của chúng ta. Giống như là chúng ta chơi với 5 người giàu có thì chúng ta sẽ trở thành người giàu thứ 6. Còn nếu chúng ta chơi với 5 người nghèo thì chúng ta sẽ là người nghèo thứ 6 ạ. Chính vì thế chúng ta hãy cần có một môi trường thành công giàu có để họ giúp đỡ mình. Và trong quyển sách Vì sao chúng tôi muốn bạn giàu của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì ông ấy có nói như sau ạ. Tại sao những người mong muốn giàu lại không thể giàu? Bởi vì anh ta không tìm được một môi trường hỗ trợ cho anh ta trở nên thành công và giàu có ạ. Quá tuyệt vời. Tôi là nam châm thịnh tiền và tài sản, cảm ơn tiềm thức ạ. Nếu bạn muốn phát triển trí thông minh thì hãy đến với môi trường thư viện trường học. Nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe thì hãy đến môi trường tập thể dục, đạp xe đạp nhiều hơn, hãy chơi nhiều thể môn thể thao hơn. Còn nếu bạn muốn vun sới tinh thần thì hãy tìm những nơi yên tĩnh để suy ngẫm và cầu nguyện nhiều hơn. Nếu bạn muốn làm sinh sôi tài sản thì hãy đến những nơi mà những người giàu đang tham gia
một câu lạc bộ đầu tư hay bắt đầu một nhóm bạn mới để học tập và cùng mong muốn như bạn ạ. Và nếu như mà muốn mở rộng thế giới của bạn thì hãy đến những nơi mà bạn chưa từng đến và làm những việc mà bạn chưa từng làm. Đó là tất cả những gì mà ông tỷ phú đô la Trung đã nói với chúng ta quá triệt lý, đúng không ạ? Thế thì câu hỏi đặt ra cho chúng ta là gì ạ? Câu hỏi thứ nhất đó là nhà bạn và gia đình bạn có phải là môi trường để bạn phát triển khả năng tài chính của bạn không? Câu hỏi thứ nhất chúng ta hãy từ trả lời câu hỏi này nhé. Nhà bạn và gia đình bạn có phải là môi trường để bạn phát triển khả năng về tài chính của bạn không? Phần lớn là khi Phương đưa ra câu hỏi này thì tất cả những anh chị em đều trả lời là không ạ. Xin chào bạn Trang Nhung ạ. Và câu hỏi thứ hai đó là nơi làm việc của bạn có phải ở nơi khuyến khích cho sự phát triển tài chính của bạn không ạ? Nơi làm việc của bạn có phải là nơi mà khuyến khích cho sự phát triển về tài chính của bạn không? Đó là câu hỏi thứ hai. Phương ví dụ như là môi trường hiện tại của bạn đang làm có khuyến khích bạn đọc sách không? Hay là có khuyến khích bạn đầu tư để gia tăng tài sản để làm cho mình giàu lên không? Tức là chúng ta tập trung môi trường mà tập trung vào giá trị cốt lõi, là tập trung vào cái giá trị cốt lõi chứ không phải là tập trung vào vẻ bề ngoài á. Thì nhiều người mà chúng ta thường thấy là ở ngoài xã hội có rất là nhiều người có những cái tư duy mà chúng ta thường thấy đó là gì ạ? Họ thích tập trung vào xây dựng cái vỏ bên ngoài ạ. Ví dụ như thích áo quần giày dép bóng bẩy, nhưng mà đó chỉ là xây dựng vẻ bề ngoài thôi, nhưng mà thực sự ra cốt lõi cái giá trị nội tại bên trong của họ thì cực kỳ là rộng. Và chính vì thế, theo quy luật của vũ trụ là gì ạ? Quy luật của vũ trụ là quy luật là hấp dẫn. Bạn như thế nào thì bạn sẽ hấp dẫn người như thế đó về với bạn. Bạn tập trung về phía xây dựng hình ảnh, xây dựng vẻ bề ngoài thì sẽ hút về bạn những người là về ngoài thôi, chứ không có giá trị nội tại. Còn nếu như bạn là người phát triển về giá trị nội tại, tư duy của bạn nâng tầm lên thì bạn sẽ hút về phía bạn những người cùng tư duy, cùng trường năng lượng với bạn. Chính vì thế mà bản thân Phương mong muốn mình trở thành một người thành công giàu có thì bản thân mình là phải là một người xây dựng cho mình một cái giá trị nội tại, giá trị cốt lõi thực sự, không phải là xây dựng vẻ bên ngoài ạ. Mình sẽ xây dựng cho mình giá trị nội tại cốt lõi bên trong ạ. Cũng giống như quy luật của vũ trụ rồi, thì đó là luật cân bằng. Luật cân bằng là tổng tài sản của bạn sẽ bằng giá trị nội tại của bạn cộng với giá trị bạn trao đi cho cộng đồng, đúng không ạ? Phương muốn tài sản Phương tăng thì giá trị nội tại của Phương phải tăng lên, và khi giá trị nội tại tăng lên thì mình sẽ đi trao cái giá trị này cho cộng đồng, thì lúc ấy giá trị tổng tài sản của chúng ta sẽ tăng lên. Đó là theo quy luật của vũ trụ, quy luật bất biến của vũ trụ. Nếu bạn là người sở hữu nhiều tài sản thì bạn sẽ hút về phía bạn rất nhiều người, về nhiều người sở hữu nhiều tài sản, quá tuyệt ạ. Và câu hỏi số 3 đó là bạn có đang làm việc với những người muốn phát triển tài chính với bạn không? Bạn có đang làm việc với những người muốn phát triển tài chính của bạn không ạ? Chúng ta hãy ghi và trả lời những câu hỏi này nhé. Xin chào Trang Nhung ạ. Câu hỏi này là tức là những người ấy có mong muốn bạn thành công hay là mong muốn bạn sở hữu tổng tài sản lớn hay không? Và câu hỏi số 4 đó là nếu bạn tìm thấy môi trường của mình thì bạn có sẵn sàng làm việc cật lực để phát triển tài chính của bạn không? Nếu bạn tìm thấy được môi trường của mình thì bạn có sẵn sàng làm việc cật lực để phát triển tài chính của bạn không? Xin chào Xuân Ngọc, xin chào em Xuân Ngọc nhé. Tất nhiên rồi phải không ạ? Khi mà tìm được một môi trường thì
đương nhiên là mình sẽ làm việc cật lực để phát triển tài chính, đúng không ạ? Đằng nào cũng phải giàu thì hãy giàu thật nhanh, và đằng nào cũng phải học thật nhanh, phải học ngay từ bây giờ ạ. Làm việc thông minh mới ra được nhiều tiền, làm việc thông minh chăm chỉ thì ra sẽ ra được nhiều tiền hơn. Khi mà ra được nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ nhàn nhã thảnh thơi hơn. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng là gì, chơi với 5 người thành công giàu có thì chúng ta là người giàu thứ 6. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ như thế ạ. Chúng ta hãy đến và tham dự một câu lạc bộ những người nhiều tài sản thì tự động bạn sẽ có nhiều tài sản giống như họ thôi ạ. Và bí kíp số 15 là mô phỏng người thành công. Bí kíp thứ 15 là chúng ta sẽ mô phỏng người thành công. Trong cuốn sách trong cuốn sách Tiền làm chủ cuộc chơi của tỷ phú Anthony Robbins cùng 50 nhà đầu tư xuất chúng nhất mọi thời đại thì ông ấy nói như sau ạ. Cách tốt nhất để đổi đời là bạn hãy tìm người đã đạt được điều bạn mong muốn và sau đó học theo cách cư xử của họ. Tỷ phú Anthony Robbins. Tiền làm chủ cuộc chơi của tỷ phú Anthony Robbins và 50 nhà tỷ phú đại tài của thế giới đã viết ạ. Nếu bạn mong muốn thành công thì cách tốt nhất là bạn hãy đi tìm một người đã đạt được điều bạn mong muốn và sau đó là học theo cách xử sự của họ. Đó là cách làm nhanh nhất ạ. Và muốn làm chủ tài chính của mình thì mình hãy tìm một chuyên gia về tài chính và bắt chước cách cô ấy đối xử với đồng tiền, và bạn sẽ tìm thấy con đường dẫn tới quyền lực. Và trang 43 trong quyển sách Tiền làm chủ cuộc chơi thì Tony Robbins có nói là nếu muốn chiến thắng cuộc chơi tài chính thì bạn phải biết luật chơi, những chiến lược tốt nhất để thành công từ những người đã thắng cuộc chơi này. Vì vậy chúng ta phải tham dự những câu lạc bộ đã có những người làm chủ cuộc chơi về tài chính, những người đầu tư và những người đã sở hữu cho mình nhiều tài sản, thì lúc ấy chúng ta sẽ tìm được những hình mẫu cho chúng ta, được không ạ? Và hãy nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta mô phỏng người thành công, yếu tố đầu tiên để chúng ta mô phỏng đó là người đó là phải có tâm sáng. Bất kể hình mẫu nào của chúng ta đều phải là có tâm sáng. Họ làm gì thì mình làm theo họ, và đó là cách nhanh nhất ạ. Giống như tỷ phú Donald Trump bảo là hãy chủ động mang tiền đi đầu tư gia tăng tài sản. Thì theo tỷ phú Donald Trump nói như thế thì khi mình mô phỏng người thành công, mình làm theo người thành công thì bản thân Phương cũng làm y chang là Phương sẽ mang tiền của Phương đi đầu tư gia tăng tài sản để giúp cho mình có một kết quả tốt hơn. Đó là chính là cách mình sẽ làm theo người thành công. Nhưng mà yếu tố tiên quyết đầu tiên là người đó là phải có tâm sáng, phải có tâm sáng nhé. Và yếu tố thứ hai là phải có tâm nhìn lớn. Phải có tâm nhìn lớn, chúng ta chỉ cần được hai yếu tố này thôi, đó là tâm sáng và tâm nhìn lớn thì chắc chắn là chúng ta sẽ là người thành công ạ. Giống như cái cây mà muốn khỏe mạnh thì cái gốc của nó là phải khỏe mạnh trước, đúng không ạ? Gốc khỏe thì cây mới khỏe được, và cây khỏe thì mới ra được nhiều hoa trái cho chúng ta. Và khi cây mà khỏe thì sẽ giúp những cây khác xung quanh là thụ phấn cho những cây khác xung quanh, và những cây khác xung quanh cũng sẽ làm mạnh khỏe giống như cây này. Chính vì thế là chúng ta mong muốn có những người tâm sáng tâm nhìn lớn thì bản thân chúng ta phải là người có tâm sáng tâm nhìn lớn, thì tự động sẽ hút về bên cạnh chúng ta những người có tâm sáng và tâm nhìn lớn ạ. Đó là theo quy luật bất biến của vũ trụ rồi ạ. Luật hấp dẫn, bạn như thế nào thì bạn sẽ hút người như thế đó về của bạn. Và nội dung xuyên suốt trong cuốn sách Sức mạnh tiềm thức, nội dung xuyên suốt trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức này là ông Joseph Murphy ông cũng nó
nói về một tư duy xuyên suốt từ đầu sách đến cuối sách, đó chính là tâm sáng. Đó chính là tư duy tâm sáng, lúc nào cũng là tâm sáng. Chúng ta mong muốn có một bộ tư duy, có một cái tâm sáng thì chúng ta sẽ học Joseph Murphy và kết hợp với một bộ óc thiên tài xuất chúng của Donald Trump và tất cả những tỷ phú đô la trên thế giới, thì chúng ta sẽ có một mẫu người để chúng ta học tập và làm theo ạ. Đó chính là con đường nhanh nhất để cho chúng ta dẫn đến thành công. Và việc làm của chúng ta là gì ạ? Nếu như mà chúng ta ở trên Facebook thì chúng ta sẽ biết ngay có những người tâm sáng và những người mà tâm chưa sáng. Thường mà ở trên Facebook thì có rất nhiều người kết bạn với Phương ạ. Những người có tâm sáng thường là họ sẽ có hình đại diện khuôn mặt của họ rõ ràng và sẽ có tên của họ cũng rõ ràng, không phải là những cái tên giả và cũng không phải là những cái hình ảnh giả. Những người đó là mình để phân biệt được những người có tâm sáng, thì mình để phân biệt được nếu như mà nhìn thấy những khuôn mặt của họ mà giả, Facebook hoặc nickname của họ giả, thì chúng ta hãy không kết bạn, chúng ta hãy lách ra, chúng ta hãy đánh xa ra những người đó ra, được không ạ? Giống như bản thân Phương ở bên Facebook thì rất là rõ ràng, lành mạnh, rất là uy tín, rất là nhiều thông tin về cá nhân bản thân luôn ạ. Facebook tên Hoàng Phương rõ ràng, hình ảnh của mình rõ ràng ạ. Tất cả những người bạn mà muốn kết bạn với mình mà tên không rõ ràng, nickname không rõ ràng, và chúng ta hãy lách ra, không cần làm bạn với những người đó. Nếu như chúng ta làm bạn với người đó thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ trở thành những người là không có tâm sáng. Và không có tâm sáng thì theo quy luật của vũ trụ là chúng ta sẽ hút được những người như thế nào thì chúng ta sẽ tự biết ạ. Và bí kíp số 17 đó là biết ơn tiềm thức. Đó là một điều đương nhiên và chắc chắn, đúng không ạ? Chúng ta phải thường xuyên biết ơn tiềm thức. Khi tiềm thức hưởng ứng cho chúng ta những mục tiêu nhỏ đến mục tiêu lớn thì chúng ta thường phải cảm ơn tiềm thức. Đó là lý do vì sao mà lúc nào Phương cũng là cảm ơn tiềm thức ạ. Khi chúng ta ứng dụng, chúng ta thấy được kết quả rõ ràng thì chúng ta sẽ có niềm tin vững chắc, thì chúng ta sẽ biết ơn tiềm thức một cách là từ bản thân mình, từ bộc phát ra luôn ạ. Trong cuộc sống thì chúng ta có rất nhiều người để chúng ta cảm ơn, nhưng mà người duy nhất mà chúng ta phải cảm ơn đầu tiên đó chính là tiềm thức. Bởi vì tiềm thức sẽ giúp cho chúng ta hút về phía chúng ta tất cả những nguồn lực, tất cả những mối quan hệ để giúp cho chúng ta có những kết quả thành công mà như mục tiêu của chúng ta đặt ra. Chúng ta phải thường xuyên cảm ơn tiềm thức ạ. Và bí kíp số 18 là mình sẽ sử dụng quyền năng của tiềm thức. Bí kíp 18 là sử dụng quyền năng của tiềm thức ạ. Nếu như mà trong công việc làm của mình có điều gì đó mình không thích, không thuận lợi thì không biết cách giải quyết, thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh, hãy sử dụng quyền năng của tiềm thức. Giống như ngày hôm qua Phương đã chia sẻ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một câu nói quyền năng của tiềm thức, đó là ngay bây giờ, ngay lúc này, tiềm thức hãy cho tôi con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để tôi thành công. Chúng ta hãy sử dụng câu nói quyền năng của tiềm thức trong tất cả mọi vấn đề của chúng ta trong cuộc sống nhé. Ngay bây giờ, ngay lúc này, tiềm thức hãy cho tôi con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để tôi thành công. Hoặc là ngay bây giờ, ngay lúc này, tiềm thức hãy cho tôi con đường nhanh nhất, ngắn nhất để hoặc là cho tôi câu trả lời đúng nhất. Khi chúng ta nói câu nói này xong thì chúng ta hãy gạt tất cả mọi việc sang một bên. Chúng ta lại tiếp tục làm công việc hiện tại của mình đang làm dở, thì tiềm thức sẽ cho chúng ta một câu trả lời, có thể là trong lúc chúng ta đang thoải mái tâm lý, có thể trong lúc chúng ta đang ngủ lơ mơ, hoặc có thể là trong lúc chúng ta đang tắm đó.
Đi Tiềm Thức sẽ cho chúng ta câu trả lời, được không ạ? Rồi, và bí kíp số 19 là chúng ta sẽ so sánh chiều dọc và chiều ngang. So sánh chiều dọc và chiều ngang là ở level 1 thì chúng ta sẽ so sánh theo chiều dọc. Có nghĩa là tôi của ngày hôm nay tốt hơn tôi của ngày hôm qua. Đó là so sánh theo chiều dọc. Tôi của ngày hôm nay tốt hơn tôi của ngày hôm qua. Đó là level 1 này là dành cho những người mới bắt đầu ạ. Dành cho những người mới bắt đầu học về bên sức mạnh tiềm thức ạ. Và ở level 2 thì level 2 là khi chúng ta đã hiểu rồi, đã cao lên và đã có kết quả lớn hơn, thì chúng ta bắt đầu so sánh theo chiều ngang. Tức là chúng ta cần ở một môi trường toàn những người giỏi, những người giàu thì chúng ta mới có thể bứt phá nhanh lên được, đúng không ạ? Thì khi chúng ta ở những môi trường những người giỏi, những người giàu như vậy thì chúng ta không muốn quyết tâm thì cũng phải quyết tâm. Tự nhiên thì tất cả những anh chị, những người bạn trong câu lạc bộ, những người xung quanh mình khí thế họ hưng hực như thế này, bản thân mình không muốn cũng phải muốn thế lửa thế nhiệt như thế thì chúng ta lại hưng hực ạ. Và đầu tiên là khi chúng ta là ở level 1 thì chúng ta là so sánh theo chiều dọc là tôi của ngày hôm nay tốt hơn tôi của ngày hôm qua, bởi vì chúng ta đang sử dụng cách để sử dụng sức mạnh tiềm thức. Nhưng mà khi chúng ta là lên level 2 thì chúng ta phải biết cách là so sánh ngang, so sánh với những người giỏi, những người mạnh. Tôi ví dụ như bác Đặng Lê Nguyên Vũ có một câu nói rất hay như thế này ạ: chỉ có cạnh tranh với những người đi đầu thì chúng ta mới có cơ hội dẫn đầu. Bác Đặng Lê Nguyên Vũ ạ, bác nói một câu rất là hay mà cũng rất là kỹ ạ. Chỉ có cạnh tranh với những người đi đầu thì chúng ta mới có cơ hội dẫn đầu. Đó chính là so sánh theo chiều ngang. Chúng ta hãy so sánh với những người giỏi nhất, những người thông minh nhất, những người giàu nhất ạ. Và đặc biệt là chúng ta luôn luôn là chúc mừng, ăn mừng những thành công của tất cả mọi người để tiềm thức hưởng cho chúng ta thành công, nối tiếp thành công nhé. Chúng ta cần phải học tập, học hỏi tất cả những người thành công và giàu có ạ. Đó là bí kíp số 19 là so sánh theo chiều dọc và chiều ngang, được không ạ? Rồi, và bây giờ là bí kíp 20. Xin chào tỷ phú đô la, anh Thắng Lê ạ. Bí kíp số 20 là luôn đặt ra mục tiêu tiếp theo. Luôn đặt ra mục tiêu tiếp theo, bởi vì là tiềm thức đã hưởng ứng cho chúng ta đạt được những mục tiêu rồi thì chúng ta phải luôn nhớ là đặt những mục tiêu tiếp theo. Nếu như mà chúng ta quên không đặt mục tiêu tiếp theo thì tiềm thức sẽ chơi luôn, nghĩ luôn là chủ nhân không đặt mục tiêu nữa thì bây giờ mình sẽ chơi. Thì như vậy là mục tiêu của chúng ta sẽ bị ngắt quãng. Ví dụ tiềm thức hưởng ứng cho chúng ta mục tiêu tháng 8 rồi thì chúng ta phải đặt mục tiêu của tháng 9. Mục tiêu tháng 9 xong thì chúng ta phải đặt lên mục tiêu của tháng 10, đúng không ạ? Như vậy thì tiềm thức sẽ deadmore tất cả những mục tiêu của chúng ta đưa ra. Vì thế chúng ta phải luôn luôn nhớ đặt mục tiêu tiếp theo cho tiềm thức nhé. Đó cũng chính là bí kíp số 20 và cũng chính là nội dung cuối của buổi livestream ngày hôm nay ạ. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc không ạ? Rồi, và buổi livestream ngày hôm nay quá tuyệt vời ạ. Phương xin chân thành cảm ơn tất cả những anh chị em mình đã theo dõi livestream cùng với Phương trong ngày hôm nay ạ. Và chúng ta hãy lấy một cuốn sổ tay ra và chúng ta hãy ghi ra tất cả là tổng 20 bí kíp để chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức ứng dụng vào cuộc sống của chúng ta một cách nhuần nhuyễn để tạo ra được những kết quả mà chúng ta mong muốn nhé. Chúng ta hãy ghi ra tất cả những 20 bí kíp để chúng ta ứng dụng ạ. Đằng nào cũng phải học thì phải học thật nghiêm túc. Đằng nào cũng phải giàu thì phải giàu thật nhanh, giàu ngay bây giờ luôn ạ. Xin cảm ơn em Lan Nguyệt nhé. Rồi, và bài tập hôm nay là chúng ta hãy đọc 2 chương sách, và bài tập thứ hai là chúng ta hãy viết lại 20 bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Đọc 2 chương sách sức mạnh tiềm thức nhé. Và các anh chị hãy chép livestream
những anh chị mới vào chưa theo dõi kịp kiến thức của ngày là 9/7 thì chúng ta hãy quay trở lại Facebook của Phương. Ở trên Facebook Phương có tất cả những đường link từ livestream từ ngày 1 đến ngày 17. Chúng ta hãy quay trở lại và xem lại livestream từ ngày 1 đến ngày 17 để mình có cùng chung một tư duy, cùng chung một trường năng lượng để chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, một gia tộc tỷ đô, một Việt Nam hùng cường ạ. Quá tuyệt vời ạ. Rồi, Phương dành cho cả nhà mình 15 giây để chúng mình kết thúc câu comment cuối cùng trên màn hình điện thoại của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các tỷ phú đô la nhé. Hẹn gặp tất cả những anh chị vào 8:30 tối ngày mai với livestream ngày thứ 18. Yes. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.